Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì các bản tin của VTC14 đã liên tục cập nhật tình hình virus Zika lưu hành tại Việt Nam đến quý vị khán giả. Và cho đến lúc này, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là địa phương có số ca mắc nhiều nhất, lên đến 17 ca. Do đó, sự lo lắng có thể nói là đang dồn về các thai phụ sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ở từ tháng 1 cho đến tháng 3 của thai kỳ. Tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại trở thành tâm điểm của loại virus này và liệu nguy cơ bùng phát dịch có xảy ra hay không? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Ở tháng thứ nhất của thai kỳ, thời điểm thai nhi có thể ảnh hưởng nếu bị virus Zika tấn công. Do đó, chị Trang ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu khá kỹ loại bệnh này. Nhưng ở lần khám thai sáng nay, dường như chưa đủ giải đáp được những lo lắng của chị. Bác sĩ hầu như là còn không kịp để mà mình hỏi một số vấn đề quan trọng nữa. Nếu mà mình cần gì thì chủ yếu là mình lên mạng mình tìm kiếm thôi, chứ bác sĩ không có nhiều thời gian vậy. Sĩ chỉ đọc kết quả này nọ thôi. Mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương tiếp nhận trên 500 thai phụ đến khám bệnh. Thời gian eo hẹp, việc tư vấn về virus Zika gần như phụ thuộc phần nhiều vào tờ rơi hoặc các lớp học tiền sản. Đây cũng là mối quan tâm khó bỏ qua trong thời điểm có đến 17 ca bệnh nhiễm virus rải rác trên toàn thành phố. Thấy cái buổi như này để giúp cho mình biết được mình về phòng tránh mũi gì, mũi chích rồi, cũng thấy cũng có lợi cho mình. Bắt buộc trong quá trình khám bệnh đó là bắt buộc phải hỏi bệnh nhân, cho dù người ta không khai mình cũng hỏi là chị có triệu chứng gì hay không, mấy bữa nay chị có thấy mệt hay không. Nếu mà có chút xíu xong mình hỏi là bệnh nhân có trong vùng dịch không thì thành phố Hồ Chí Minh đã là tính là trong vùng dịch rồi. Với sự lo lắng của thai phụ và cộng đồng, hơn 30 điểm kiểm soát Zika vẫn đang thu thập mẫu xét nghiệm. Số lượng người nhiễm virus Zika vẫn đang tăng lên từng ngày. Còn các nhà chuyên môn, 17 ca bệnh dù có đột biến nhưng cũng không phải là bất ngờ. Ở thành phố Hồ Chí Minh là cái khu vực là giao lưu kinh tế và có từ 40 đến 60% các khách du lịch đến ngành vượt qua thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thứ hai nữa, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái vùng là nóng ẩm nhiệt đới và mưa nhiều. Do đó là điều kiện nó thuận lợi cho các cái vector, đặc biệt là cái mũi vằn. Hiện giờ là cái Zika thành phố Hồ Chí Minh nó mang tính rải rác. Thế thì sắp tới vẫn có thể có ghi nhận thêm các trường hợp Zika. Để khống chế Zika ở thành phố Hồ Chí Minh, diệt mũi và lăng quăng là cách hiệu quả nhất. Đó cũng là mục tiêu nhiều năm qua để giải quyết gánh nặng sốt xuất huyết. Nhưng có thể nhận thấy sự chủ quan của người dân lẫn dự phòng ở mỗi căn nhà. Và trong mỗi đợt ra quân rầm rộ. Tại mình cũng bị y nữa, mặc dù biết là hơi sợ quá, mà nghĩ là mũi ít cắn mình mà ở địa phương mình cũng chưa có, chắc là không sao đâu. Từ cái ngày mà nghe mình bệnh đó, là phường bắt đầu mới tổ chức là xịt thường xuyên thôi, chứ cái lúc mà trước mình đó, là sớm mình đó, cũng có hai đứa em nó bị sốt xuất huyết, mình cũng không thấy xịt nữa. Mùa mưa đã về, mùa đã lăng quăng và mũi sinh trưởng, việc phun xịt trở nên vô dụng sau một cơn mưa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có lẽ đang rất đúng với nguy cơ phát dịch do virus Zika tại thành phố Hồ Chí Minh.